Sáng nay, tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội thảo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống ma túy. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có hơn 2.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có trên 1.500 người có hồ sơ quản lý. Đến nay, đã phát hiện 140 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh có tệ nạn ma túy, chiếm hơn 97%. Về tình hình tội phạm ma túy, đáng chú ý là đã bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 15 kg ma túy tổng hợp qua biên giới vào địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, có 12 tham luận được trình bày đưa ra giải pháp để ngăn chặn, kiểm soát tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàn trữ trái phép ma túy. Nhấn mạnh phòng chống ma túy là nhiệm vụ vô cùng hệ trọng của cấp quỹ chính quyền các cấp đối với sự bình yên của xã hội. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Tôn Quang yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm nỗ lực đẩy lùi tai nạn ma túy để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp và an toàn. Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Nhân Dương nhấn mạnh đến tác hại của ma túy đã và đang trở thành hiểm họa đe dọa cuộc sống bình yên của mỗi gia đình, đồng thời kêu gọi toàn thể nhân dân tỉnh nhà hãy nói không với ma túy và tham gia đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 5, giá trị giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chỉ mới đạt 16,8%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trước kết quả này, các chủ đầu tư, các sở ngành liên quan phải xem xét lại quá trình phối hợp giải quyết khó khăn các dự án thời gian qua như thế nào, cần giải pháp gì để tháo gỡ trong thời gian tới. Vấn đề này được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương chỉ đạo tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm diễn ra vào sáng nay. Trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với các ngành địa phương tháo gỡ vướng mắt về giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục đầu tư, khẩn trương hoàn thiện thủ tục bố trí vốn năm 2020. Tại buổi tiếp xúc vào chiều nay, cử tri xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh đề nghị có chính sách ưu đại thuế đối với hợp tác xã mới thành lập, tổ chức thu gom rác, xây dựng một số cầu, tuyến đường liên ấp sớm hoàn thành đoạn thi công gian dở của tuyến đường Mai Văn Khải nối liền đường Trần Văn Năng, xây dựng bờ kênh ông Kho để hạn chế sạt lở dân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương ghi nhận những đề xuất kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực chung tay xây dựng nông thôn mới của người dân, nhất là thông qua mô hình hội quán nông dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ kịp thời các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi cầu Tân Nghĩa thuộc địa bàn xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh bị sự cố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn quả tốc chỉ đạo công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh khẩn trương kiểm tra hiện trường để có phương án đảm bảo lưu thông. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh phối hợp với công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường để có phương án đảm bảo lưu thông trước mắt, đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết sự cố. Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 1 tháng 6. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quyền Cao Lãnh thường xuyên theo dõi tình hình giao thông để có điều tiết hợp lý và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo quy định, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện. <laughs> dân bạn mới ban hành đáng chú ý. Hôm nay, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các quyền thị xã thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, và xử lý các hành vi vi phạm như nhập lậu, phân phối, lưu thông trong thị trường nội địa, các mặt hàng sản xuất ở nước ngoài nhưng gắn nhãn Make in Việt Nam để gian lận, đánh lừa người tiêu dùng. Tuần tới, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 5, hầu nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PABI, chỉ số cải cách hành chính BNDES năm 2018, làm việc với quyền tháp 10 về kết quả xây dựng quyền nông thôn mới, làm việc với Sở xây dựng sở lao động thương binh và xã hội dân dân